Chào các bạn, mình đang có mặt tại Vida, địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Và rất vui khi gặp lại các bạn trong cái video ngày hôm nay. Ở cái video lần này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái chiếc đầu Blu-ray của Oppo với cái mã sản phẩm là BDP-103D. Thì đây là cái chiếc đầu Blu-ray mới nhất mà Oppo đã tung ra thị trường trong năm 2015. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái thùng của cái chiếc Oppo BDP-103D này ra cho các bạn xem những cái thành phần bên trong của nó như thế nào. Đó, cái chiếc thùng khá là to. Đó thì đầu tiên mở chiếc thùng ra, chúng ta có thể thấy một cái tấm poster lớn. Thì cái tấm poster này cho chúng ta thấy được cái hình dáng sơ qua của cái chiếc Oppo BDP-103D, cũng như là những cái tính năng nổi bật của cái chiếc đầu Blu-ray này. Rồi, tiếp theo chúng ta có thể thấy một cái túi sách ni lông dùng để đựng cái chiếc đầu Blu-ray này khi chúng ta đi chơi hay là đi sang nhà bạn để xem phim chẳng hạn. Đó, rất là tiện lợi. Rồi, ngoài ra chúng ta còn có một cái tập sách hướng dẫn sử dụng. Thì đây là cái tập sách để giúp chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cái chiếc đồ Blu-ray Oppo BDP-103D. Tất cả thì đều trình bày bằng tiếng Anh ở đây, từ cái cách kết nối, cách sử dụng cũng như là từng cái chức năng cơ bản của cái chiếc đầu Blu-ray này. Ngoài ra chúng ta còn có thể thấy một cái hộp phụ kiện ở đây. Đó, thì mình sẽ lấy cái hộp phụ kiện này lên và giới thiệu cho các bạn những cái thành phần bên trong của nó. Thì như các bạn thấy, ở đây chúng ta có một cái cổng dây nguồn để cấp nguồn cho cái chiếc đầu Blu-ray Oppo BDP-103D hoạt động. Đó, cũng khá là to và chắc chắn. Đây, theo chúng ta có thấy ở đây đó là một cái sợi cáp HDMI hai đầu. Đấy. Rồi, một cái remote ở đây, cái remote khá to của chiếc đầu Blu-ray Oppo BDP-103D. Thì phím bấm rất là nãy. Cái điểm đặc biệt của cái chiếc remote này nó là nó có thêm một cái tính năng là bật đèn nền để chúng ta có thể dễ dàng sử dụng cái chiếc đầu Blu-ray này trong điều kiện thiếu ánh sáng, chẳng hạn như xem phim vào ban đêm chẳng hạn. Đó, phím bấm rất là nãy. Đó, thì nó sử dụng hai pin, ở đây là hai pin 2A, 1,5V. Rồi, ngoài ra chúng ta còn có thể thấy một cái USB wireless cùng một cái cổng mở rộng. Thì đây là cái USB giúp cho cái chiếc đầu Blu-ray có khả năng phát Wi-Fi, giúp nó có thể kết nối được với những cái thiết bị ngoại vi khác như tablet, smartphone, và giúp cho cái việc điều khiển thiết bị được dễ dàng và tiện lợi hơn rất nhiều so với cái chiếc remote truyền thống. Rồi, thì đây là cái chiếc đầu Blu-ray Oppo BDP-103D. Thì như các bạn thấy nó khá là to, tuy nhiên nó đã được gọn gàng hơn rất nhiều so với dòng sản phẩm đàn anh Oppo BDP-105D. Đấy, toàn thân của sản phẩm được bao bọc bởi một cái khung, một cái lớp vỏ bằng thép tông màu đen rất là mạnh mẽ và chất lượng. Đó, mặt trước được cách điệu bởi một cái bảng bằng nhôm phay xước, khá là mạnh và tinh tế ở đây. Thì những cái chi tiết mặt trước của cái chiếc đầu Blu-ray Oppo BDP-103D này, bạn có thể thấy là nó bố trí rất là mạch lạc và rõ ràng. Ở bên tay phải là một cái cụm nút điều khiển vật lý cơ bản ở đây. Đó, ở bên tay trái ngoài cái logo Oppo thì chúng ta còn có một cái nút khởi động cho cái chiếc đầu Blu-ray này. Ở khu vực trung tâm đó là nơi bố trí cái khay đĩa. Đó, ở bên tay phải của cái khay đĩa đó là một cái nút để bấm cho cái khay đĩa ra và vào. Đấy, và bên tay trái là nơi bố trí một cái màn hình LED nhỏ ở đây, hiển thị những cái thông số khi cái chiếc đầu Blu-ray này hoạt động. Rồi, và ở phần bên dưới bên tay phải này, xét những cái cổng điều khiển này thì chúng ta còn có một cái cổng HDMI và một cái cổng USB ở đây. Hai cạnh bên của cái chiếc đầu Blu-ray ở bộ BDP này cũng không có gì, nó không được trang bị gì cả, ngoại trừ những cái con ốc để gỡ cái bộ vỏ này ra. Chủ yếu là ở mặt sau, bởi vì mặt sau là nơi bố trí rất là nhiều những cái cổng kết nối cho cái chiếc đầu Blu-ray này, kết nối với những cái thiết bị ngoại vi khác trong quá trình hoạt động. Thì chúng ta có thể thấy cái cổng quan trọng nhất đó là cái cổng nguồn để cắm dây nguồn, cấp nguồn cho cái chiếc đầu Blu-ray này hoạt động. Tiếp theo chúng ta có thể thấy những cái cổng AV, 8 cái cổng AV được mạ bằng màu vàng ở đây, không biết là mạ vàng hay không nhưng nhìn rất là chất lượng, thì để xuất cái tín hiệu âm thanh 7.1 dạng analog đó. Ngoài ra chúng ta còn có một cái cổng RS 232C ở đây, một cái cổng mở rộng hồng ngoại để giúp cho cái tăng cái phạm vi hoạt động của chiếc remote của cái chiếc đầu Blu-ray này lên. Ngoài ra chúng ta còn có hai cái cổng USB ở đây, cổng USB 2.0, rồi hai cái cổng HDMI out ở đây đó. Đồng thời chúng ta còn có những cái cổng như là optical, coaxial đó, và một cái cổng HDMI in ở đây, và cuối cùng đó là cái cổng mạng LAN để kết nối internet. Rất là đơn giản. Cái ấn tượng đầu tiên của mình khi cầm cái chiếc đầu Blu-ray Oppo BDP-103D này trên tay nó là khá là nặng. Tuy nhiên về thiết kế tổng thể của cái chiếc đầu Blu-ray này thì nó là một cái sản phẩm chắc chắn, bền bỉ cũng như là rất là sang trọng đó. Thì đây là cái chiếc đầu Blu-ray với nhiều tính năng giải trí nổi bật. Thì những cái tính năng giải trí cũng như là những cái video trải nghiệm sử dụng cái chiếc đầu Blu-ray Oppo BDP-103D này mình sẽ gửi đến các bạn trong những cái video clip lần sau. Còn bây giờ cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chào các bạn.